Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Human for Blood. Yeah. Và chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với tựa game huyền thoại mà có rất là nhiều bạn fan yêu cầu mình là anh Phong ơi, anh hãy làm về cái game này đi, game này coi vui quá. Đó, cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp nha. Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp cái game này á, hãy nhấn nút like cái video này. Nếu như video này đạt được 10.000 like, mình sẽ làm thêm nữa nha các bạn nha. Nói chung là dạo gần đây mấy bạn thấy là Hero Team bọn mình quay trở lại rất là nhiều game luôn. Và bọn mình sẽ cố gắng làm nhiều game hơn cho bạn xem. Miễn là bạn xem video nhớ nhấn like và đăng ký là được. Ok, rồi, và bên này mấy ông mấy bà làm gì vậy? Trời ơi, cái trò gì vậy trời? Nè, đừng có đánh nhau, từ từ một tí nữa chúng ta sẽ thoải mái đánh nhau, hiểu không? Ngày hôm nay các bạn ạ, mình đã mời tất cả các thành viên của Hero Team mà thật ra cũng thiếu một số người, nhưng mà không sao. Đó, nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trò chơi rất là vui. Đây mọi người nhìn mình nè, đây ở bên đây nè. Theo như mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình á, thì ở chỗ này nó có mấy cái vũ khí này nè, thấy không? Nó có kiếm, có đồ nè, đó. Thì bọn mình á sẽ sử dụng những cái vũ khí này nè các bạn để bọn mình đánh nhau nha. Và nếu như mà người nào thua á thì người đó sẽ coi như là bị loại luôn nha. Và người nào là người sống sót cuối cùng thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Đó, và sẽ được cộng thêm một điểm. Và chúng ta sẽ đấu với nhau trong vòng bao nhiêu màn vậy ta? Hiện tại đây có 5 người, chúng ta sẽ đấu 4 màn đi. Đó, đấu 4 màn và 4 người sẽ được 4 điểm. Nếu như người nào không được điểm nào á thì người đó sẽ phải mua một con cua hoàng đế để tặng cho những người khác. Đó, bao người ta cua hoàng đế. Được không? Trời ơi, đắt quá nhưng mà ok. Ok đúng không? Và mấy bạn nào á mà muốn coi video Hero Team đi ăn cua hoàng đế thì hãy nhớ like cái video này, mình sẽ quay thêm cái vlog để cho cái người thua phải bao mình ăn cua hoàng đế nha. Ok, rồi, xem video chỗ khác chưa gì hết à. Bây giờ nha, chúng ta sẽ đấu đến trận đầu tiên nè. Anh em chuẩn bị sẵn sàng nè. Đây, chuẩn bị 3 2 1 và đi lụm vũ khí đánh nhau nha. Chuẩn bị nha. Lụm ra. 3 2 1 bắt đầu. Rồi bây giờ tôi đi, tôi lụm vũ khí nè, mấy người chờ đó. Anh em đang ở ngoài kia đánh nhau bạn ơi, tôi sẽ vô lấy vũ khí trong này. Mình cầm được cái kiếm rồi nha. Mình cầm được cái kiếm rồi. Trời đáng sợ. Không lấy cái này chọn. Mở cửa ra. Múa này, Sammy bay màu. Rồi Sammy bị loại nha, Sammy bị loại nha, Sammy bị loại nha. Chưa lên sân đài mà đánh nhau gì vậy? Chị của em chiến đấu chứ mới thả em ra. Cái đồn kia chạy đi, Hả Simi ra. Thôi. Múa này, thấy chưa? Cái xả đồn kia nữa kia. Ai có múa gọi là múa võ thuật với Sim trên sân đài không? Lên đài, lên chỗ đài, cái Sim múa nè. Trời ơi, tôi cầm cây này hơi sai lầm. Sao Sim chọn cây rồi? Cây tự chọn cây á. Này thì cái tóc múa. Ủa lại có một gì đó sai sai nha. Sai đúng rồi chị. Em nè. Em lụm được cái kiếm siêu bự rồi nè. Sim đi đâu? Bây giờ là còn có mỗi mình Simi rồi đúng không? Nãy giờ mọi người tiêu diệt nhau hết rồi, còn mỗi mình Simi à. Đấy, bạn thấy cây kiếm mình cầm trên tay chưa? Trời, kiếm nhỏ nhân kiếm vậy, ai sợ? Bạn chưa thấy nó, bạn chưa nó nhỏ hả? Lại đây. Quan trọng vẫn là kỹ năng bạn ơi, đúng cầm rồi, kiếm bự đâu được gì. Ê da, vậy là chúng không là... ơi. Simi một kiếm. Màn 1 Simi thắng rồi, đề nghị Simi leo lên trên ngôi nhà sau kia đứng. Ok, trận đấu dành cho 4 người. Rồi. Rồi, yeah. Ok. Lại nha. Ok rồi, chuẩn bị tiếp tục là mình tiếp tục luôn cho nhanh nè. Ok, 3 2 1 bắt đầu. Ok. Ai yeah, lụm được cái kiếm rồi, lắm mọi người, đừng có cầm kiếm đó. Đã có nghĩa là ca mui lụm cái kiếm xong ca mui tự dậm cho cái kiếm, ca mui tự thua đấy. Đúng rồi. Không đâu, không đâu, mình cầm cái búa đâu nè. Mình bạn tự dậm vô cái búa, bạn tự thua luôn. Rồi ok, Sammy, bây giờ là chỉ còn có Phong với lại Sammy thôi. Hãy xem cái kiếm của Phong đây. quá mạnh. Chụp cái kiếm. Rồi, ok, vậy là tôi thắng rồi nha các bạn nha. Vậy là tôi thắng rồi nha, coi như bây giờ chỉ còn có Kamui, Sammy với lại Kairon thôi, ba người ở đấu với nhau. Rồi ok, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? 3 2 1 bắt đầu. Rồi đấu đi. Ủa còn em sao? Mọi người em có được đánh không vậy? Thôi rồi. Đánh vẫn được mà. Sam ơi, coi chừng sau lưng. Coi chừng sau lưng kìa, Mùi đẻ. Cái đầu gì đây?
múa. Ok, đỉnh, đỉnh bạn ơi. Vậy là coi như trận này á là Kairon là Phong Cận với Simi thắng rồi nè. Bây giờ còn Camu với là Sammy. Một trong hai người ai thua rồi, phải rồi. Phải bao một con cua hoàng đế. Em nghèo lắm dạ. Ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. 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 Tôi là hiện tại tôi thấy là cái gì á, Camui có vẻ là hơi sợ Sam nha. Mui ơi, cái chân, Sam ơi, cái chân, Sam ơi, cái chân nhảy vô cái mũi kiếm á. Chọc. Ôi ơi, căng thẳng quá mấy bạn, các bạn coi coi góc, cái góc nhìn của mình nè, coi rất là căng thẳng luôn. Sammy thua trước rồi, trời ơi. Một con cua hoàng đế, một con cua hoàng đế. Theo như mà mấy bạn, theo như bạn đang nhìn ở trên màn hình của mình á, thì chắc bạn cũng thấy rằng là Sammy là người thua trước Camui, cho nên là Sam phải là người đãi anh em một con cua hoàng đế. Wow. Rồi ok, nói chung là sắp tới mình sẽ quay một cái vlog là ăn cua hoàng đế nha các bạn nha. Rồi ok, xong rồi, game đầu tiên hoàn thành rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi tiếp theo nha các bạn nha. Thì trò chơi tiếp theo này á, theo như mình thấy á, một con cua hoàng đế nó đến tận 10 triệu lận. Cho nên là nếu như người nào ha mà một mình trả hết cái con cua đó thì sẽ rất là đắt tiền luôn. Cho nên chúng ta sẽ có màn 2 này để chia ra nha, cho hai người đi, hai người góp tiền vô mua nó đỡ hơn. Đó. Thì cái màn 2 này chúng ta sẽ chơi theo kiểu như thế nào? Đây mình sẽ hướng dẫn nha. Chúng ta hiện tại đang đứng ở trên một cái vòng tròn màu đỏ và bây giờ chúng ta sẽ thi đấu vật, các bạn hiểu không? Nhiệm vụ chúng ta là phải lại đây nè, đó, bám vô người của đối thủ và sau đó quăng đối thủ xuống dưới cái chỗ mà trắng đây nè. Ra ngoài. Là đối thủ sẽ thua. Phải không? Rồi ok, đó nói chung là game là như thế đó. Bà Mui thả ra, chưa bắt đầu mà bà sung quá vậy hả? Chưa. Ok, và nếu như là và nếu như người nào mà thua rồi á thì đề nghị người đó đứng qua một bên nha, để cho những người khác đánh nha. Ok. Rồi ok, chuẩn bị nha. Rồi ok, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, rồi đừng có ai nhào cho người tôi nha. Tôi ra. Anh em ơi, anh em đánh mua trước đi. Đánh mua trước đi coi. Đánh mua trước. Hạ bà xuống. Simi cứ đi theo mình đi. Ok. Bà mua. Tôi thả bà xuống. Mua đi, nắm vô người mình. Mui nè. Ai, Phong ơi. Ai, sao bạn nắm vô người mình vậy coi? Bỏ ra. Mày. Nâng bà Mui lên, nâng bà Mui lên. Dừng lại nè. Ai mới vừa bị té vậy? Ca Mui với Kai Ron đúng không? Rồi đứng qua bên. Rồi ok, bây giờ là Phong với lại Sim với lại Sam nè. Ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, vô. Sao bà Sam bà nắm cái bông như vậy? Sao bà Sam bà nắm cho cái bông như vậy? Không được. Bỏ tôi ra. Trời ơi, cay thế nhờ. Thôi không sao, bây giờ còn Simi với lại Sammy nè. Rồi đấu đi. Sim à, vô chị em mình tương tàn nha. Vô. Vô. Nè nhìn chị nè. Ghê lắm. Ghê chưa? Cái gì vậy? Đấu đi hai bà, mệt quá. Người ta ngồi đây là super. Ok, Sammy là người chiến thắng nhưng mà
mà khoan đã, dừng lại, chúng ta cần phải biết ai là người thua đầu tiên. Ai vậy ta? Cairo hay Camui ta? Camui với Cairo. Ê, hình như hai người chung á, hai người chung á. Bây giờ là cho hai người đấu đi. Đấu nhau đi. Đấu đâu đi. Vậy bây giờ cho hai người này đấu với nhau nha, để coi ai sẽ là người phải bao cái con cua hoàng đế nè. Ok rồi, chuẩn bị. 3. Tới công chuyện với em rồi. 2. 1. Vô. Sẵn sàng. Cairo nha. Nhìn Cai buồn cười. Ôi ôi ôi. Ôi. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Phải quay góc góc cao của mình, nó đỉnh lắm mọi người, tức là cây đã rớt rồi chứ cây nhảy lên lại. Oh my god. Wow, hay quá à. Vậy là coi như là Sammy với Camui sẽ chia đôi tiền nha bạn nha. Cái gì nữa? Cái gì nữa mình? Thua là thua, không có nói nhiều. Rồi, ok bạn ơi. Và mình thấy rằng là con cua hoàng đế nó vẫn còn đắt tiền, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục tìm thêm một người nữa sẽ phải bù tiền vô để mua con cua hoàng đế nha. Ok. Nói chung là ba người thì mỗi người tầm 3 triệu đó, cũng hơi căng đó nha. Ok, mọi người có đồng ý không nào? Đồng ý rồi mọi người. Sim. Ủa, tưởng thoát rồi, vẫn chưa thoát à? Chưa thoát, được rồi. Và cái trò chơi tiếp theo chúng ta sẽ rất là đơn giản thôi bạn ơi. Mấy bạn sẽ phải chạy xuống dưới đây, trượt xuống dưới đây nè. Có những cái chướng ngại vật, chúng ta sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật và đi đến cái đích ở bên kia. Cuối cùng là chúng ta sẽ giành chiến thắng, và người cuối cùng đi về sẽ thua. Ok, đồng ý không? Ok. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok ok. Cái chỗ này á nó không phải dễ đâu nha bạn. Cai ơi, bạn đừng. Cai ơi đừng có nắm áo mình, bỏ ra để mình đi. Đừng không đụng nhau, không đụng nhau nha, không đụng nhau nha. Trời cái gì? Ui trời ơi, trời ơi là trời. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ui cái này khó nha, cái này khó nha, cái này khó nha. Ai ai mà vui mà đẩy mình. Ôi rồi, xong mình té luôn rồi. Chị à, nếu như mà chị là người cuối cùng đi về á thì chị cũng sẽ phải gọi là bù thêm tiền vô đó. Ok, qua được rồi, qua được rồi. Em yên tâm, còn hơn lấy thai chị em ơi. Ok. Người đi nhanh quá vậy, trời ơi, cái này khó quá. Bà Mui, thả ra, bà Mui thả ra. Bà Mui thả ra. Chạy đó, đây, mày chạy qua đi. Trời ơi, không đi chạy qua đi. Trời ơi. Yeah, 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 mình tới cho mọi người rồi, yeah, yeah, oh yeah. Okay. Ủa, sao rồi, sao rồi? Simmy bị đẩy xuống rồi. Ok, nhảy qua. Hơi, bám tường nè. Ây da, ây da, ây da, cái cục kia đẩy mình. Ây da, ây da, đau quá, ây da. Cái đó kìa nhìn, mấy bạn nhìn cái đó kìa. Không có trụ nổi, trụ nổi. Trời. Ây da, trời. Ây da, cái cục mới đẩy mình. Ây da, ây da. Lên, cho leo lên cái. Yeah. Chạy lên tôi qua rồi, tôi qua rồi bạn ơi. Qua ké rồi, đừng qua ké, đừng qua ké rồi. Ôi cái mấy con, ôi mấy quả cầu này không bám vô được. No. Tôi đè người xin. Ôi ôi trời ơi, nó không bám được. Ây da, mấy cái trái banh này tưng dữ quá. Ây da, tôi từng mình rơi xuống dưới luôn rồi. Trời ơi, gì vậy Sam? Giống cái lỗ, trời ơi. Oh no 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 no. À ok ok, mày có bị gì chưa? Nhìn Sam kìa. Nhìn Sam kìa. Mày quá, ok. Camui ơi, chị mà về sau là chị phải trả cho hai người đó. Coi Mui, coi Mui. Qua qua Mui, qua Mui. Yeah. Rồi, ok. Thôi rồi, Sim ơi, thôi rồi.
Sim ơi, Sim không cần cố gắng để nhảy đâu Sim, bởi vì Simmy là người cuối cùng qua được. Cho nên là Simmy nè, Sammy nè và Camui sẽ là ba người sẽ bao Phong Cận và Kairon ăn cua hoàng đế. Đúng rồi. Ai biểu thua chi? Ai biểu thua chi? Trời ơi, trời ơi, đánh nữa đi, chia nữa đây. Game số 3 kết thúc. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò thứ tư nha các bạn nha. Thì cái trò thứ tư này á sẽ tiếp tục tìm ra thêm một người nữa sẽ phải chia tiền cho cái con cua hoàng đế đó. Và nhiệm vụ của chúng ta trong cái màn này á nha là trong vòng 10 phút nếu như ai đi xa hơn thì người đó sẽ là người giành chiến thắng và ai ở cuối cùng là người đó thua. Hiểu không? Yeah, ok bro. Vậy nha, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bấm giờ nè nha. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1 bấm giờ. Rồi ok. Bây giờ tìm chỗ đi. Từ từ khoan, từ chỗ này chúng ta sẽ phải cần phải kết hợp với nhau để vượt qua, bạn hiểu không? Ở bên đây tôi thấy nó có cái cửa nè, hình như là nhiệm vụ chúng ta cần phải lấy cái trái banh tròn tròn bên này nè, đem qua bên kia á các bạn. Đúng rồi, để cho nó mở cái cửa ra. Từ đây rồi, lấy cái trái banh nè. Ok. Cái đó bạn leo trên kia đi, mình giơ cái trái banh lên cho okay, bạn. Ok. Trời ơi, cái trò này phối hợp ăn ý lắm nè. Cái nút đó để cái trái banh lên đó bà. Bà đi nghịch, dễ sự nghịch. Trời ơi, Cay ơi, leo lên nãy giờ không được nó cay nè, trái banh nè, lượm đi. Rồi, một người ở phía trên nắm lên. Ok, rồi leo lên luôn. Cầm trái banh lên Mui ơi. Đấy, đúng rồi. Hay quá. Rồi, Mui thả cái trái banh vô trong cái khe nè cho nó chạy xuống. Thả cái gì vậy? Bà đi, bà biết thả không vậy? Ok, thả, lăn xuống nè. Đó, rồi nó lăn xuống dưới, sau đó sẽ mở cái cửa ra cho chúng ta. Chờ thôi. Đây, lăn xuống dưới. Tộm, rồi, cửa mở rồi, đi. Thời gian vẫn đang trôi. Ok, ai đi xa hơn là người đó thắng, còn ai đi cuối cùng là người đó thua. Cho nên là vẫn hay là cạnh tranh nhau nha các bạn. Đó, ok. Đây. Bên này có hàng. Chạy nè. Rồi xong rồi. Ok. Ôi, cái cửa này đóng lại nha mọi người, cái cửa này đóng lại nè. Ủa? Tôi không biết là tôi vừa mới đi qua cửa đóng lại. Yeah, vậy là còn một mình tôi thôi. Tôi đi đây. Nghĩ sao vậy? Vậy hả? Ok. Đây ở bên này. Bên này hình như là ui chúng ta vậy luôn. Tôi mới thấy cây lên nhảy xuống dưới luôn bạn ơi. Ok, từ bên này vẫn phải lấy cái trái banh xuống dưới đi để cho chúng ta mở cửa nè. Đây Sam tránh ra để Phong lấy cho. Ok. Việc ông là để cho đàn ông làm, mấy bạn ơi, phụ nữ mình đi chơi thôi. Cá Mui làm gì cá Mui ơi. Nhìn cá Mui dễ thương thật sự luôn bạn. Kéo đi Mui. Mở ra. Đúng rồi, mở ra. Rồi, ok, rồi, hay. Như tôi vừa đẩy xuống xuống sao? Cây, cầm trái banh. Cầm nổi không? Không đồng nổi rồi. Rồi, bây giờ hai anh em mình cùng cầm trái banh nè. Cây đó. Trời ơi, hai anh em khô quá. Báo quá. Cầm trái banh. Người ta cầm đó giờ mày đặt cầm giùm nữa. Bây giờ tôi cầm cho là tôi muốn cầm cho nè. Đâu coi Sam cầm nè. Ê từ cái thang nó rớt xuống là tôi rớt xin. Giữ cái ván luôn. Ok, để Phong giữ cái ván em cho. Rồi, qua đi Sam. Ê từ nó treo lên. Ok, tôi giơ cái banh lên nè. Rồi, nhảy qua rồi, đi từ ơi, cái chân ngã. Ok. Thôi, ok. Rồi. Để trái banh vô đây rồi thả ra. Rồi. Chưa, còn một đường cho tụi này mở nữa nè. Ủa khoan từ. Ê mọi người ơi, cái cửa đó không phải là cái cửa để mở bên kia mà nó mở cái cửa bên này. Trời ơi, vậy là tôi sai rồi. Đúng á, còn một cái nữa ở dưới này nè. Ủa vậy? Trời ơi. Bị lăn đi con. Ồ, Mui lăn đi. Lăn Mui xuống rồi. Nhìn cái trái bóng à. Rồi, xong mất cái trái banh rồi. Trời ơi, Mui ơi, là Mui báo gì Mui. Trời ơi, bây giờ phải lên lấy lại trái banh nữa nè, trời. Tôi sẽ mở cho mọi người đây. Chị ơi, chị báo quá chị ơi, banh ai nha, ai giữ mở đi, Mui đang được, Mui đang làm trái banh, đang đứng ở cửa nè. Mui đang làm trái banh nè. Chị chịu nhẹ nhàng. Trái banh thôi, chứ chị đâu phải trái banh đâu. Ủa, không được hả? Không. Ủa, không được hả? Không. Tự nhiên cái xuất hiện trong băng xương thì sợ quá.
Ok bạn ơi, vừa rồi cái map kia nó ngắn quá, cho nên là anh em tôi quyết định là đổi con map khác nha bạn. Thì con map này vẫn tiếp tục là thời gian đó nha, để coi coi ai sẽ đi xa hơn nè. Đây yeah. Tôi xin phép tôi đi trước nha mọi người. Trời ơi, okay. Mày đi hộ mình đây, mình nắm bạn lại giờ đó. Giờ ơi, đây đây lên nè. Ây da, ây da, trời lên không được. Đây có cái cửa đi nè. Ủa đâu, chỗ nào có cái cửa? Sao mà chị em mình đi xe luôn? Có cái cửa thang máy gì đây nè mọi người, mình phải lên đây để mình bấm cái nút. Đấy, ủa bên này có cái cửa nè. Cái đó nơi bạn đang đi đến đâu rồi? Mình đi lạc rồi bạn ơi. À còn mình là mình đi đúng đường rồi nè bạn ơi. Yeah. Sam ơi, Sam ơi bây giờ Phong chỉ cho Sam nè, cho Kairon thua đi, để cho Kairon với Simmy phải bao mình ăn cua hoàng đế. Bây giờ nha. À Sim ơi. What? Mình nói bạn nghe là bạn xuống dưới đây mình chỉ cho bên dưới cái hồ kia nó có cái gì á. Ê trời ơi, không lừa được bà Sim mấy bạn ơi, em tính nói cái hồ có gì không lừa được bà. Bấm nút rồi mở cửa. Mà lừa được. Tránh ra. Mày tránh ra. Sam ơi, Sam chạy trước đi, chạy trước đi. Tôi đã giữ Sim lại rồi. Sao chạy trước đi? Tạm biệt. Ở trong đây nè, chúng ta vừa đi chúng ta vừa nhảy nó sẽ nhanh hơn các bạn ơi. Ok. Hey, ok, đi nhanh hơn nha anh, cố lên, tìm đi, bỏ ra. Đây. Tôi là tôi thấy hình như tôi tìm được cái đích đến này nè, tôi sắp win rồi. Yeah. Đi cẩn thận chị gái ơi, đi cẩn thận. Trời ơi, té nữa, trời ơi. Đây, bây giờ nè, Phong chỉ Sim với Sam nè, bây giờ hai người xuống dưới đi, cái đường này sẽ giúp cho chúng ta đều chiến thắng đấy không? Bây giờ Sim với Sam á, nắm cái tàu lửa nè, kéo qua bên kia cho xịt lại gần cái tàu lửa bên kia, hiểu không? Tàu lửa này kéo được, hiểu không? Kéo, đây, phụ Phong nè, kéo, để cho Simmy với, làm nhìn, để cho Camu với Kairon là hai người thua đi, hả, ok. Ôi, Kairon lên đi kìa, Mình ở đây nè bạn ơi. Ở đây nhưng mà quan trọng là bạn có đi được đến chỗ đích hay không, mày đừng có nói thế. Đây, ui, Sam, bám với con, tôi mới bám với cái chân Sam. Ôi, lên kìa, lên rồi. Chết rồi, vậy sao lên? Đây, bấm nút nè. Tiếp. Rồi Sam ơi, hai đứa mình cùng qua nào. Ok rồi. Bây giờ để coi ai người đến cuối cùng nè. Hiện tại tôi không thấy Camu với lại người ta không thấy Camu đâu hết nè. Chỉ thấy Simmy với Kairon thôi. Yeah, tới rồi Sim ơi. Lên đây rồi. Bà Mui vẫn còn đi lạc các bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như ủa Mui dưới kìa, đây là chị gái ơi. Hello Mui. Ok, vậy là coi như chúng ta đã tìm được thêm một người nữa sẽ bù tiền vô để mua con cua hoàng đế bạn ạ. À, đó chính là Camui nha. Camui phải ít 2 tiền. Yeah, rồi ok. Camui lên. Không có chữ vậy đó. Ok bạn ơi, và vừa rồi Hero Team bọn mình đã chơi xong Human Fall Flat rồi, thì bạn thấy có vui hay không hãy nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha. Nói chung mới là cái mini game hôm nay bọn mình muốn là bọn mình sẽ gì, muốn nói gì? Không vui hả? Không vui kệ chị chứ. Vui mà. Có cua hoàng đế ăn, trời ơi. Ok, nói chung là video ngày hôm nay là một video thi đấu ở trong Human Fall Flat. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình chơi những cái mini game mà bắt cua với nhau á, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn video ngày hôm nay thì mấy bạn cũng biết ai thua rồi đó bạn à. Hội chị em phải bao hỏi anh em ăn, trời ơi, hơi ngại cái nhờ. Chắc là quá đã luôn bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nếu như mà mấy bạn nào thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Và cũng đừng quên đăng ký họ cho tất cả thành viên của Hero Team đó nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hero Team.